Xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Luật sư doanh nghiệp được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTV. Thưa quý vị, vậy là mốc 31 tháng 10, thời hạn cuối cùng mà chính phủ yêu cầu các bộ ngành phải có được nghị định cắt giảm ít nhất 50% điều kiện kinh doanh cũng đã đến. Được cho là đi đầu và được chính phủ đánh giá cao về tính chủ động trong việc cắt giảm điều kiện kinh doanh. Ngày 17 tháng 10 vừa qua, Bộ Công Thương là bộ đầu tiên đã tổ chức họp báo và công bố số lượng điều kiện kinh doanh đã cắt giảm giai đoạn 2017-2018 và cũng đã có phương án cắt giảm cho giai đoạn 2019-2020. Chương trình Luật sư Doanh nghiệp tuần này với chủ đề Cắt giảm điều kiện kinh doanh, nỗ lực chuẩn bị cho mốc 31 tháng 10 sẽ tổng hợp những gì mà Bộ Công Thương đã làm được theo yêu cầu của Chính phủ và những kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Đã cắt giảm, bãi bỏ tổng cộng 675 điều kiện trên tổng số 1.216 điều kiện kinh doanh, chiếm tỷ lệ 55,5% theo Nghị định 08 năm 2018 mà Bộ Công Thương đã trình Chính phủ ban hành trong giai đoạn 2017-2018. Bộ Công Thương là một trong 7 bộ đầu tiên đã hoàn thành phương án rà soát cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện đầu tư kinh doanh. Là nơi đi đầu về số lượng cắt giảm và được cho là đơn vị nổ phát súng đầu tiên về tuyên bố cắt giảm điều kiện kinh doanh hồi năm 2017, Bộ Công Thương cũng đã lên phương án cắt giảm, đơn giản hóa 202 điều kiện đầu tư kinh doanh cho giai đoạn 2019-2020. Vậy cụ thể, những lĩnh vực mà Bộ Công Thương đã và sẽ tập trung cắt giảm trong thời gian tới là gì? Mời quý vị đến với phần tổng hợp sau của chúng tôi. Một trong những vấn đề được các nhà báo quan tâm nhất trong buổi họp báo thường kỳ của Bộ Công Thương diễn ra vào ngày 17 tháng 10 vừa qua chính là vấn đề cắt giảm điều kiện kinh doanh của Bộ này đến đâu. Lý do có thể là bởi, thứ nhất, năm 2017, Bộ Công Thương đã tuyên bố cắt giảm 675 điều kiện kinh doanh, một con số được cho là nhiều chưa từng có trong suốt tiến trình cải cách điều kiện kinh doanh của Chính phủ trong nhiều năm qua. Người dân và nhất là cộng đồng doanh nghiệp vừa vui mừng, vừa ủng hộ nhưng cũng không khỏi nghi ngờ về kết quả thực hiện tuyên bố này của Bộ Công Thương. Thứ hai, mốc 31 tháng 10 sắp đến và đây là thời điểm các bộ gần như phải hoàn tất việc cắt giảm đơn giản hóa điều kiện kinh doanh theo yêu cầu của Chính phủ. Và theo đại diện Bộ Công Thương, bộ này đã hoàn thành yêu cầu của Chính phủ tại Nghị định số 08 năm 2018 ngày 15 tháng 1, sửa đổi một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ. Theo đó, tổng số điều kiện đầu tư kinh doanh được bãi bỏ theo Nghị định số 08 và 8 nghị định đã trình trong năm 2017 và năm 2018 là 675 điều kiện trên tổng số 1.216 điều kiện thuộc 27 ngành nghề thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, chiếm tỷ lệ 55,5%. 8 lĩnh vực được Bộ Công Thương đơn giản hóa cắt giảm điều kiện kinh doanh trong Nghị định số 08 bao gồm xăng dầu, thuốc lá, điện lực, nhượng quyền thương mại điện tử, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, kinh doanh thực phẩm thuộc quản lý của Bộ Công Thương. Một số lĩnh vực mà Bộ Công Thương đã trình Chính phủ ban hành nghị định mới thay thế một số nghị định vốn bị doanh nghiệp kêu khó nhiều nhất, như Nghị định 107 năm 2018 thay thế Nghị định số 109 năm 2010 về kinh doanh xuất khẩu gạo, Nghị định 87 thay thế Nghị định số 19 năm 2016 về kinh doanh khí, Nghị định số 108 năm 2017 thay thế Nghị định số 202 năm 2013 về quản lý phân bón, v.v. Như vậy, theo Bộ Công Thương, nếu tính trên tổng số 6.191 điều kiện kinh doanh hiện hành, thì riêng Bộ Công Thương đã cắt giảm được 11% trên tổng số điều kiện kinh doanh. Và có thể nói Bộ Công Thương đã biến những tuyên bố mang tính bước ngoặt thành những hành động cụ thể, và điều này được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao và tạo dựng được niềm tin của doanh nghiệp đối với nỗ lực cắt giảm điều kiện kinh doanh của Bộ Công Thương nói riêng và các bộ ngành nói chung. Cộng đồng doanh nghiệp rất là hoan nghênh, hay cả Thủ tướng của Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã rất là hoan nghênh và cũng có biểu dương đối với cả Bộ Công Thương và ngành Công Thương. Hiện tại thì cái nghị định mới là nghị định 107 thì đã cởi trói trong số doanh nghiệp nhỏ. Thì tôi thấy là sắp tới những cái doanh nghiệp họ làm theo hướng hữu cơ hay gì vân vân thì có thể là xuất khẩu dễ dàng hơn và có thể là cho phép nhiều doanh nghiệp nhỏ tham gia vào cái chuỗi cung ứng xuất khẩu và có thể tìm được nhiều thị trường hơn và cái gạo của mình phải xuất khẩu được nhiều nước hơn. Nghị định 107 là một cái đột phá trong cái thể chế chính sách liên quan đến hoạt động xuất khẩu gạo. Tại sao chúng ta nói như vậy? Vì trước hết thì Nghị định 107 đã so với Nghị định 109 trước đây đã tạo ra một cái cơ chế thông thoáng hơn rất là nhiều cho các thương nhân xuất khẩu gạo. Bên cạnh các cái thương nhân mà phải đáp ứng một số các điều kiện
thì hiện nay chúng ta cũng cho phép một số thương nhân là không cần phải có cái giấy phép kinh doanh xuất khẩu gạo, vẫn được phép xuất khẩu khi mà họ tập trung xuất khẩu những sản phẩm gạo hữu cơ, gạo đồ, gạo bổ sung chất vi chất. Và như vậy thì nếu những doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa đáp ứng đủ điều kiện để xuất khẩu gạo thông thường nhưng họ tập trung vào những cái sản phẩm gạo đặc trưng đặc thù như vậy thì họ vẫn có cơ hội để đi ra thị trường thế giới. Bây giờ là tất cả những thương hiệu nào có ở trên thị trường tôi đều kinh doanh được hết, mà khi như vậy thì tôi mới phục vụ được người tiêu dùng, bởi vì người tiêu dùng người ta cần thương hiệu nào tôi cũng phục vụ được hết. Nên cái này là cái mà đổi mới nhất, cởi trói, đổi mới nhất của chính phủ. Mà cái này là cái đường đi đúng hướng của chính phủ mình, là mở ra cho doanh nghiệp. Cái nghị định 87 này khi ra đời thì nói chung từ Bắc đến Nam, tất cả các doanh nghiệp kinh doanh ga như các tổng đại lý của tôi mừng lắm, mừng không thể nào mà nói được hết á. Như đơn vị chúng tôi là đầu mối xuất khẩu thì cái điều kiện để được cấp giấy phép hiện nay chỉ còn khoảng nửa. Đây có một cái điều kiện rất khó khăn, đó là phải có trạm nạp, và thứ hai là có một cái quy định cơ học về cái số lượng vỏ bình ga, thì hiện nay đã bỏ cái điều kiện đấy đi, chỉ cần có vỏ bình ga thuê. Và đây sẽ là một cái điểm nhấn mà giúp cho những doanh nghiệp đầu mối chúng tôi sẽ có thể hoạt động tốt hơn, tập trung vào cái điều kiện vật chất để làm những việc khác tốt cho thị trường, tốt cho doanh nghiệp và tốt cho nhà nước. Và đúng như Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã từng nói trong đợt cắt giảm điều kiện kinh doanh của năm 2017 là 675 điều kiện kinh doanh không phải là con số cuối cùng. Tất nhiên chúng tôi cũng chưa nói là 675 cái điều kiện đăng ký kinh doanh đã là cái cuối cùng, mà chúng tôi vẫn sẽ làm trong cái tiến trình chung đó để giải pháp chung. Thì báo cáo với Bộ trưởng cũng kính nghĩ đồng chí là báo cáo lại với Thủ tướng, đấy là cái quan điểm xuyên suốt của Bộ Công Thương. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm và làm một cách rất là công khai, minh bạch, trong sáng và cũng rất là cầu thị. Ngày 11 tháng 10 năm 2018, mới đây Bộ Công Thương đã ban hành phương án cắt giảm đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ giai đoạn 2019-2020 trong quyết định số 3720. Cụ thể, Bộ Công Thương đề xuất cắt giảm đơn giản hóa và chuyển hậu kiểm 202 điều kiện trên tổng số 561 điều kiện kinh doanh còn lại thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, tương đương với 36%. Như vậy, với việc cắt giảm đơn giản hóa lần 1 tại Nghị định số 08 năm 2018 và 8 nghị định khác là 55,5%, cộng với dự kiến cắt giảm lần 2 thì tỷ lệ cắt giảm đơn giản hóa điều kiện kinh doanh của Bộ này dự kiến đạt 72,1% và chiếm tới 14,1% trên tổng số điều kiện kinh doanh hiện hành. Phương án cắt giảm đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh cho giai đoạn 2019-2020 sẽ được Bộ Công Thương tập trung vào 8 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Cụ thể, đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm, đề xuất cắt giảm 79 điều kiện, đơn giản hóa 34 điều kiện trên tổng số 132 điều kiện hiện hành. Với lĩnh vực kinh doanh thuốc lá, chuyển hậu kiểm 8 điều kiện trên tổng số 65 điều kiện. Với lĩnh vực kinh doanh rượu, đề xuất cắt giảm 6 điều kiện, chuyển hậu kiểm 7 điều kiện trên tổng số 30 điều kiện hiện hành. Trong lĩnh vực điện lực, đề xuất cắt giảm 7 điều kiện, đơn giản hóa 2 điều kiện, chuyển hậu kiểm 3 điều kiện trên tổng số 49 điều kiện hiện hành. Trong lĩnh vực hóa chất, Bộ Công Thương đề xuất cắt giảm 15 điều kiện, đơn giản hóa 24 điều kiện, chuyển hậu kiểm 12 điều kiện trên tổng số 77 điều kiện hiện hành. Trong lĩnh vực sản xuất, nhập khẩu, bảo dưỡng, bảo hành ô tô, Bộ Công Thương đề xuất cắt giảm 2 điều kiện, chuyển hậu kiểm 1 điều kiện trên tổng số 13 điều kiện hiện hành. Lĩnh vực khoáng sản và lĩnh vực than được đề xuất lần lượt cắt giảm mỗi lĩnh vực một điều kiện. Số lượng mà cắt lần này thì báo cáo quý vị đại biểu là chúng tôi sẽ lại cắt tiếp là 36,1%. Còn tính trên tổng số của cả Bộ Công Thương thì báo cáo quý vị đại biểu là khi mà chúng tôi hoàn thành kế hoạch thì sẽ cắt giảm là trên 72%. Cắt giảm trên 72% điều kiện đầu tư kinh doanh. Và tính trên tổng số của tất cả các cái điều kiện kinh doanh của các bộ ngành khác, của toàn bộ chính phủ thì báo cáo quý vị đại biểu là trên tổng số 6.191 điều kiện đầu tư kinh doanh thì báo cáo quý vị đại biểu là theo các phương án lần thứ nhất và lần thứ hai này thì Bộ Công Thương sẽ cắt giảm là chiếm là 14,1%. Con số điều kiện kinh doanh được cắt giảm đang tăng lên dù không ít khó khăn. Tự bỏ đi quyền lợi của mình là điều không phải ai cũng làm được, bởi một điều kiện kinh doanh bị cắt giảm có thể đụng chạm đến lợi ích của không ít người nắm quyền. Theo các chuyên gia, sẵn sàng dẹp bỏ lợi ích cục bộ sang một bên để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, tạo cơ hội cho người dân tham gia các hoạt động đầu tư kinh doanh thuận lợi nhất như cách mà Bộ Công Thương đang làm là điều đáng khích lệ.
Thưa quý vị, với tổng hợp trên của chúng tôi, quý vị đã có được con số cụ thể về số lượng điều kiện kinh doanh mà Bộ Công Thương đã cắt giảm được trong năm 2017-2018 và phương án dự kiến cắt giảm giai đoạn 2019-2020. Tuy nhiên, điều mà doanh nghiệp quan tâm hiện nay không chỉ là Bộ Công Thương hoàn thành được mục tiêu về số lượng điều kiện kinh doanh được cắt giảm, mà quan trọng là chất lượng các điều kiện kinh doanh được cắt giảm như thế nào, có tác động đến doanh nghiệp ra sao. Và hơn tất cả, đó là việc thực thi, hiện thực hóa nó vào quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Bởi thực tế cho thấy, ngay cả khi một quy định tốt, thông thoáng mà năng lực, thái độ của các cán bộ thực thi kém, không có tâm, thì chưa chắc doanh nghiệp đã được hưởng lợi từ tiến trình cắt giảm điều kiện kinh doanh này. Đi sâu xem xét những điều kiện kinh doanh đã được sửa đổi cũng như bãi bỏ, chúng tôi nhận thấy những điều kiện quy định mang tính quy mô hay những điều kiện về nhân sự hay những điều kiện quy định kiểu mập mờ giải thích thế nào cũng được đã được sửa đổi và bãi bỏ như một số điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm được bãi bỏ gồm nhà xưởng sản xuất và các khu vực phụ trợ phải đủ diện tích để bố trí trang thiết bị của dây chuyền sản xuất thực phẩm và phù hợp với công năng thiết kế của cơ sở. Nhà xưởng phải có kết cấu vững chắc phù hợp với tính chất, quy mô và quy trình công nghệ sản xuất thực phẩm. Đối với lĩnh vực hóa chất, bãi bỏ quy định, địa điểm, diện tích nhà xưởng, máy móc thiết bị quy trình công nghệ và kho chứa phù hợp để sản xuất hóa chất. Có phòng thí nghiệm phân tích quản lý chất lượng, phòng thử nghiệm của cơ sở sản xuất hóa chất phải có khả năng phân tích được các chỉ tiêu chất lượng quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm đầu ra và các chỉ tiêu chất lượng được quy định tại tiêu chuẩn áp dụng đối với nguyên liệu đầu vào để kiểm soát chất lượng sản phẩm. Theo doanh nghiệp, đối với những điều kiện đã bãi bỏ thì không có nhiều điều đáng bàn, mà lo ngại nằm ở những điều kiện kinh doanh sửa đổi, vì về mặt câu chữ vốn không có nhiều thay đổi, mà quan trọng là khi áp dụng trong thực tế ra sao. Ví dụ khoản 1 điều 27 Nghị định số 77 năm 2016 về lĩnh vực kinh doanh thực phẩm thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương. Trang thiết bị, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm phải được thiết kế chế tạo phù hợp với yêu cầu công nghệ sản xuất, bảo đảm an toàn không gây ô nhiễm thực phẩm, dễ làm sạch khử trùng bảo dưỡng, trang thiết bị dụng cụ sản xuất di động phải bền, dễ di chuyển, tháo lắp và làm vệ sinh, được quy định sửa thành. Trang thiết bị dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm phải bảo đảm an toàn, không gây ô nhiễm thực phẩm, dễ làm sạch khử trùng bảo dưỡng, trang thiết bị dụng cụ sản xuất di động phải bền, dễ di chuyển, tháo lắp và làm vệ sinh trong Nghị định 08 năm 2018 của Chính phủ. Thực tế thì cái lo ngại đấy là hoàn toàn có cơ sở. Bởi vì trong thời gian qua khi mà chúng ta thay thế một cái nghị định này, thay thế một cái thông tư khác thì đều kèm theo những cái điều kiện chuyển từ bộ này sang bộ kia. Thì ở đây chúng ta thấy là rõ ràng là gì? Nó vẫn là một điều kiện nhưng nó lăn từ sân bóng kỹ thuật này sang một sân bóng khác. Ví dụ như là từ Bộ Công Thương sang đến Bộ Khoa học Công nghệ hoặc là sang đến một cái bộ nào đó khác. Có những cái điều kiện là có thể nói rằng là bỏ đi, thực ra bỏ đi thì nó cũng chả có ý nghĩa gì mấy. Ví dụ như là bỏ điều kiện là phải có đăng ký kinh doanh chẳng hạn, thì thực ra cái việc có đăng ký kinh doanh thì nó đã quy định ở luật khác, và một doanh nghiệp ra kinh doanh thì bao giờ cũng phải có đăng ký kinh doanh thì mới được hoạt động kinh doanh. Việc cắt bỏ điều kiện kinh doanh sẽ làm giảm nhanh được các thủ tục phiền toái, giảm được chi phí cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cần phải có những cải cách hiệu quả để duy trì kết quả đó, bởi không có những thay đổi về thể chế đi kèm thì sẽ một thời gian sau điều kiện kinh doanh sẽ biến tướng dưới những hình thức khác. Thì thời gian qua các ban ngành là liên tục có những là chính sách thay đổi về thủ tục hành chính cũng như là tái cơ cấu các ban ngành. Nhưng nhìn chung á, những cái đó chẳng qua là khắc phục những cái là ý kiến cũ và những sai lầm cũ mà thôi. Quan trọng nhất là của cái thủ tục hành chính á, là các cơ quan ban ngành liên quan phải ý thức được là cái tính tự giác của mình, đặc biệt là cái tính là gần dân hơn, thân thiện với là doanh nghiệp hơn. Như vậy thì doanh nghiệp là mới đồng hành được với nhà nước và cùng nhà nước xây dựng đất nước Việt Nam mình nó tốt hơn. Một khi cán bộ công chức thực hiện đúng chức năng mà luật cán bộ công chức quy định, tức là anh ta vì cái mục đích công, thì cái việc đó nó sẽ được cắt giảm. Bởi vì ở đây chính phủ khi mà đưa ra những cái nghị quyết, những cái quyết định để mà thúc đẩy hoạt động doanh nghiệp thì đi kèm với nó là bộ máy của chính phủ, trong đó có các bộ, nó phải đi đồng bộ kèm theo, chứ không phải là chỉ có chính phủ hô, khi nào chính phủ hô thì các bộ mới làm. Vậy thì ở đây chúng ta thấy là gì? Cái thái độ làm việc của cán bộ công chức đã đúng chuẩn mực chưa? Cái trách nhiệm của cán bộ công chức
được giao nhiệm vụ cho những cái việc quản lý nhà nước đã thực hiện đúng chức trách chưa, và chúng ta đã có chế tài nào xử lý cho những cái trường hợp cán bộ đấy không làm đúng chức trách của mình chưa. Các chuyên gia cho rằng để việc cắt giảm đi vào thực chất thì không thể thiếu các thước đo. Thước đo ấy là sự gia tăng về sản xuất công nghiệp, thương mại, ước lượng được số lượng chi phí hành chính giảm bớt cho doanh nghiệp, sự gia nhập thị trường của những doanh nghiệp mới. Đồng thời phải có cơ chế ngăn chặn giấy phép con tái xuất sau cắt giảm. Khi có các con số được cân đong đo đếm ấy, thì việc cắt giảm điều kiện kinh doanh mới thực sự 10 phân vẹn 10. Quá trình ra soát và đơn giản hóa điều kiện kinh doanh là một quá trình thường xuyên, chứ không phải quá trình thực hiện và sau đấy dừng. Chẳng hạn như là anh bãi bỏ được 10 điều kiện kinh doanh nhưng sau đấy là khôi phục lại 7, hoặc là thậm chí khôi phục lại hơn 10, thì điều đấy nó không có nhiều tác dụng. Mà vấn đề quan trọng là giống như một nước bể bơi, thì anh làm sạch bể hiện tại cũng là một yêu cầu quan trọng, nhưng mà kiểm soát được nguồn nước vào bể cũng là yêu cầu rất là lớn. Và chính vì vậy mà chúng tôi cũng một trong khuyến nghị trong nghiên cứu của VCCI là cần phải có một cơ chế kiểm soát nó quan trọng, kiểm soát độc lập về việc mà đặt ra điều kiện kinh doanh mới, những giấy phép kinh doanh mới. Đúng như tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đã bình luận, lúc đầu ta đặt mục tiêu cắt bỏ ít nhất 50% số điều kiện kinh doanh. Nếu cắt bỏ, tức là tác động ngay, không phải làm gì cả, coi như bỏ đi cái đó. Sau đó, nghị quyết số 01 đầu năm, lời văn nhẹ đi, cắt bỏ, cắt giảm, đơn giản hóa. Cái nào là cắt, cái nào là đơn giản hóa. Trong 50% thì có thể chỉ 10% cắt bỏ, 40% đơn giản hóa, thì tác động ngay chỉ là 10%. Đơn giản hóa lại phụ thuộc vào quá trình thực hiện ở bên dưới, có thể không thay đổi gì về cách thức triển khai thực hiện cả. Cái này chúng ta có thể quan sát thấy được ngay. Như thế thì doanh nghiệp không được hưởng lợi cải cách từ đơn giản hóa. Do đó, sau khi các nghị định ban hành phải có đánh giá thật đầy đủ về mức độ cải cách, cái gì là thực chất, cái gì là hình thức, so sánh để có câu trả lời cụ thể cho công luận về mức độ thay đổi thực tế thế nào, đặt nền tảng cho những cải cách tiếp theo. Thông điệp cải cách không chỉ dừng lại ở các bộ, ở trung ương mà phải truyền tải xuống được các tỉnh và địa phương. Như thường lệ, phần cuối của chương trình mời quý vị đến với mục tư vấn pháp luật. Tham gia mục tư vấn pháp luật ngày hôm nay có luật sư Nguyễn Đào Tơ, trưởng văn phòng luật sư Hoàng Huy, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Cảm ơn luật sư đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Luật sư, có một bạn khán giả viết thư về chương trình và hỏi: thưa luật sư, tôi có sở hữu cổ phần của công ty A, tuy nhiên đến thời điểm trả lợi nhuận cho số cổ phần của tôi sở hữu thì công ty A lại có văn bản yêu cầu trả cổ tức bằng một lượng cổ phần khác. Vậy tôi muốn hỏi luật sư, công ty A trả cổ tức bằng cổ phần có hợp pháp hay không? Tôi xin cảm ơn. Một luật sư trả lời ạ. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Đối với phần câu hỏi của bạn, tôi xin trả lời như sau. Cổ tức là khoản lợi nhuận ròng mà mỗi cổ đông được hưởng, mỗi cổ phần được hưởng bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác. Thì tại khoản 3 điều 132 luật doanh nghiệp có quy định cổ tức có thể được chi trả bằng tiền, bằng cổ phần của công ty hoặc bằng tài sản khác. Thì trong trường hợp này, theo quy định của luật, thì công ty hoàn toàn có thể chi trả cổ tức bằng cổ phần. Thường công ty chi trả cổ tức bằng cổ phần trong những trường hợp là công ty có nhu cầu giữ lại để mở rộng sản xuất kinh doanh. Và cho dù trả bằng cổ phần hay trả bằng tiền mặt hay trả bằng tài sản khác, thì cổ tức luôn luôn phải được trả chỉ trong phạm vi lợi nhuận. Tôi xin hết. Cảm ơn luật sư ạ. Thưa luật sư, có bạn Trần Hương Linh ở Hà Nội gọi điện về chương trình và hỏi: công ty tôi thành lập từ tháng 3 năm 2014. Xin hỏi luật sư, công ty tôi cần điều kiện gì để được đăng ký mua hóa đơn VAT và thủ tục đăng ký mua hóa đơn VAT như thế nào? Mời luật sư trả lời. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Theo câu hỏi của bạn thì bạn thành lập doanh nghiệp từ tháng 3 năm 2014 và đến bây giờ là năm 2018 rồi, thì doanh nghiệp của bạn đã thành lập được 4 năm rồi. Thì theo quy định của luật ý, tại điều 7 của nghị định 29 năm 2013, thì trong trường hợp doanh nghiệp mới thành lập thì bạn phải có doanh thu hàng năm, tức là doanh nghiệp thành lập trước 25 ý, thì bạn phải có doanh thu hàng năm là từ 1 tỷ trở lên, hoặc là bạn không đạt được 1 tỷ nhưng bạn đã thực hiện được đầy đủ các cái chế độ về sổ sách kế toán hóa đơn chứng từ và đăng ký về việc áp dụng kê khai thuế thì bạn vẫn được xem xét để mua hóa đơn VAT. Nhưng trong trường hợp này của bạn thì là bạn đã thành lập được 4 năm, tức là trên 2 năm rồi, thì bạn hoàn toàn có quyền được đăng ký thủ tục để mua hóa đơn VAT. Tôi xin hết.
Cảm ơn luật sư ạ. Cục Tư vấn Pháp luật đã khép lại chương trình Luật sư Doanh nghiệp tuần này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Và đừng quên chương trình Luật sư Doanh nghiệp được phát sóng vào khung giờ mới 21:15 thứ ba hàng tuần. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình tại website www.vtv.vn hoặc cập nhật qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.